Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị nội thất Nha Trang. Hôm nay, khác với những video trước, tôi sẽ mang đến cho các bạn một video về vệ sinh sofa. Chương trình khuyến mãi siêu đãi dành cho mùa hè năm 2021. Khi mua một bộ sofa nhập khẩu sẽ được tặng một thảm sofa Alila của Malaysia, tặng một gói chăm sóc bảo trì lên đến 12 tháng, tặng một gói dịch vụ vệ sinh sofa 1 năm 3 lần. Khi mua một bộ sofa Việt Nam như thế này, cửa hàng sẽ tặng một thảm Quảng Châu, tặng một gói chăm sóc bảo trì lên đến 12 tháng, tặng một dịch vụ vệ sinh sofa 1 năm 2 lần. Đội ngũ nhân viên kỹ thuật sẽ đến tận nơi vệ sinh sofa cho quý khách bằng những nguyên liệu như sau: dung dịch xiết, dung dịch Toyo, và nước, bao tay. Đầu tiên, hút bụi thảm trước để việc vệ sinh sofa dễ dàng hơn. Không chỉ vệ sinh một bộ sofa mà chúng tôi sẽ vệ sinh sạch sẽ từ thảm đến những khu vực xung quanh bộ sofa. Tiếp theo, đổ đầu, quét sạch bụi trong kẽ, ngóc ngách, vệ sinh những vị trí mà thường ngày mình ít quan tâm đến. Thay dung dịch xiết với nước, khuấy đều, nhúng vắt khăn thật ráo, sau đó lau sạch bộ sofa. Tiếp theo, chúng ta dùng chai dung dịch Toyo. Khi dùng, chúng ta cần bao tay lại, vì nó là một loại làm mềm da. Nó làm cho bộ sofa bóng như mới, chất lượng cao, đã qua kiểm duyệt, có chứng nhận của Mỹ. Xịt đều và lau, loại dung dịch này có mùi thơm nhẹ nhàng. Sofa về vị trí, trải thảm, vệ sinh đệm mút. Các bạn thấy thế nào? Qua nhiều công đoạn vệ sinh, bộ sofa đã trở về như lúc mới mua rồi. Cửa hàng có những chất liệu vệ sinh sofa cực chất lượng. Các bạn nhanh tay đặt hàng trực tiếp tại fanpage siêu thị nội thất Nha Trang Ninh Hòa hoặc truy cập trang web www.siêuthinộithấtnhatrang.com để nhận ngay gói ưu đãi siêu hấp dẫn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.